Cái này chứng thư lấy sau nha anh ghi rồi đấy. Kiểm tra lại xem tên hàng thì nếu anh thấy ghi chữ Hưng Long nước ấy. À kiểm tra lại cái tên Hưng Long nước ấy. Hưng Long. Đây là trên trên cái nó ghi Hưng Long này. Đúng rồi. Yên tâm anh quay cả clip rồi. Rồi con này nó phải rơi tầm hơn 4 mét đấy. 4,5 mét. À, phải đến tầm 5 mét đấy. Xe mình dài 6 mét mấy đúng không? Con này hơn 5 mét tí. Vào tí lượt đi. Ôi ngon à. Quá ngon. Ok.